là 27 được anh em. Chép này. Con là Sapa Lindau. Cái đuôi sao cũng có một số chữ này nha. Anh em Zalo số này thì mình gửi với cho. Con là tình trạng là mình đang nghe live in này, ngon nha. Mình còn một con giống như vậy nữa nha anh em, nhưng mà nó màu nâu rồi sao ở dưới, giống y chang luôn. Nếu anh em cần làm monolock hai con này. Nắm không? Còn nghĩa là mình vừa mình rút cái phần âm ly lo ra, lo mình đóng riêng, âm ly mình rút riêng làm hai monolock. Là dưới mình còn một con giống vậy nữa, bỏ cái hộp luôn, đóng hộp khác. Sau 3 tiếng hơi bị được nha. Tiếng xà trơn rồi nha. Sapa Lindau Moss LI16. Mấy con Sapa tiếng hay lắm luôn nha. Không mới tin không? Thấy ta thấy gỗ. Rồi tin buồn luôn, dây đai là tuột rồi nha. Nè. Nè con bác sống này. Tuột rồi nha. Nhiều khi mấy anh em lên trên này á, anh em mình dặn á, nó tuột cũng có luôn. Nghe mùi là FM, AM Mix W hay là sóng dài sóng ngắn gì đó. Không, cái này như sóng dài sóng ngắn rồi anh em ạ. Cái này cái đây FM mà tuột rồi nè. Nhạc này. Cái đây bây giờ muốn hát cái dở lắm. Anh em mở ra lấy cái trục vít đó, tự xây cái server đài á, cái tụ biến thiên á, thì nó sẽ vô luôn. Tại cái đây nó tuột rồi nè. Rồi một con này xuống nha. Zalo số này nha anh em. Rồi có thời gian test hết cho anh em.